Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cũng đến chỗ anh Tèo ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, và có review một số cây ăn trái nha bà con. Rồi em chào anh Tèo ơi. Dạ em chào anh Quắc, em chào anh LTK, em chào cô bác càng xa trên miền đất Quắc nha. Đầu năm mới thì em cũng xin chúc bà con cô bác gần xa là dồi dào sức khỏe. Em bữa nay về là em có một cái lô cây là cây ăn trái nha bà con. Em có được 10 cây mà trong đó là ba cây mà vú sữa, một cây khế và 6 cây nhãn nè bà con, này long nhãn nha bà con. Cây nó cũng 60 năm hết trơn bà con ơi. Người ta nói là trồng trước tiếp thu không đó. Nhãn long xưa mình phải không anh? Dạ, nhãn long xưa mình đó. Cây này nó ra nếu cầu mà nó ra từ khoảng cỡ 3 tấc là nó ra bông rồi đó. Cái loại nhãn này nè. Dạ. Mong bà con xem kênh và ủng hộ cho em nha. Em ở Tèo, ấp An Phú Đông, xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0389780342. Số đó là cũng số Zalo của em cháu nha bà con. Mong bà con xem kênh và ủng hộ. Rồi em không có mắc thời giờ của bác chờ đợi lâu thì cây là cây số 1, cây nhãn long nha bà con. Cây này nó khủng khiếp lắm bà con ơi. Nói chung ra cây là nó nặng là một cây vậy là 500-600 kg không đó. Yeah. Rồi để em đo cái chiều cao cho bà con xem vào tham khảo nha. Cây ăn trái. Rồi từ đỉnh tới mặt bầu này nó là 2 thước 1 nha bà con. Rồi em đo cái bình thân. Em đo bình thân là nói chung ra thì em đo cũng có trừ hao bà con. Không có kiểu đo giống như mai vàng. Em bỏ lên là 2 tấc. Là nó 103. Em tính 100 đi. Bán kính bầu nó nè. Bán kính bầu nó 1m1 nha bà con. Cái gì nó cũng phải là cho nó chắc. Chiều dài hơn thử anh. Chiều dài cái bầu đó. Chiều dài bên đây nó 1m2. Chung cây này nó khủng lắm bà con. Nhãn, long nhãn nha bà con chứ không phải da bò. Chung cây này là em bao sống bao ship nha bà con. Em bao bà con là 2 tháng đó. Rồi cái lô này em bao bà con là 200. Nó khủng hết hồn luôn, cây nó đẹp. Liền tích luôn ha anh? Dạ liền tích hết, không có một cái thẹo gì hết. Là cũng như là mấy cái chân cành này thôi. Cái này mình giật chân cành. Nữa đang mình bắt chi á. Dạ. Vậy bà con xử lý lại mấy cái này. Em đây thì em cũng có la keo hết trơn rồi. Nhưng bà con về làm lại nó cắm khá hơn. Thì nó đẹp hơn. Theo ý thích của bà con. Cây trái. Rồi giá luôn anh Tèo ơi. Rồi. Cây số 1 này em muốn vô luôn bà con là giá 8 triệu. Dạ. Là em bao 200 cây số nha bà con. Rồi qua cây số 2 đi anh. Dạ dạ. Rồi tiếp theo là một cây số 2. Cũng là một cây nhãn long luôn bà con. Cây này thân nó thì lắc lượng. Khủng lắm. Cây này nó có cái dáng quá dễ thương luôn. Đẹp lắm đấy bà con. Rồi em đo cái chiều cao. Trong em đo là chuẩn nha bà con. Rồi cái chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu nãy nó là 3 mét. Cây này nó khá lắm bà con ơi, nó khá lớn lắm. Nhãn mà nó già mà nó lên có một cục bú đấy cưng quá. À, cục bú ở đâu anh? Cục bú nằm bên đây nè. Dạ, ngồi anh quay qua bên đây coi cho anh. Dạ. Chung nhãn này nó sống khỏe đó nha bà con. Nhãn long nó dễ sống lắm. Rồi mình đo hoành luôn đi. Rồi em đo hoành thân. Hoành thân này em đo trừ hao lên là 2 tấc nha bà con. Lộn thước anh ơi. Lộn thước hoài vậy. Chưa nghe em bác ơi, lộn thước rồi. Rồi em đo vị trí này là nó 107 nha bà con. Em bỏ lên nè. 2 gang luôn chứ 2 tấc gì. Em đo xích xuống dưới nó lớn hơn dữ lắm. Trong ra cái gì mình cây trái mình cho nó chính xác. Cây này nó nặng khoảng cỡ 600 kg. Nè cục bú nó, bú lớn, bú nó bự hơn cái tô mình. Gãy nó kìa thôi. Mà nhãn mà nó đế rễ nó hết biết luôn. Này lông nhãn nha bà con. Nó ra chừng khoảng có 2 tấc là đầu nó có trái rồi. Rồi cái đường kính bầu ngang chiều dài nó gì là nó 1 thước 4. Dạ. Rồi mấy cây này nếu như bà con có chốt cho em là em bó bầu lại đàng hoàng nha bà con. Em vô lưới em bó đầu đàng hoàng em mới chuyển đi. Cây trái mình bao ship dạ em bao ship 200. 200. Dạ. 200 cây đi nó quá trời nó nặng dữ lắm. Chắc mình giao xe tải. Dạ nếu mà anh em mà xa hơn thì mình thương lượng. Dạ. Mà anh em nào nếu mà chốt có 1 cây thì cũng chờ đợi em nha. Ví dụ có 1 cây thì cũng chờ đợi em bán thêm 1 cây 2 cây gì đó em mới chuyển đi cho bà con. Thì cũng cách cũng có 5 ngày. Tại vì mình bán 1 cây 1 thì nó không có vô tiền, mình bao cái tiền xe nó nặng dữ lắm. Tại vì cái này mình đi xe lớn không à. Mà nếu mà anh em đứt chốt được nhiều thì em đi xe cẩu. Cẩu tới chỗ cho bà con luôn. Dạ. Rồi là cây số 2. Rồi cây này muốn vô luôn bà con là giá 14 triệu. Cây số 2 nha bà con. Dạ rồi. Rồi. Tiếp theo là cây số 3. Cây này nó vô cái thế cây bonsai khủng luôn á. Nhãn mà vô thế bonsai. Nói chung ra mua cây ăn trái thì em lựa cây đẹp. Đang về em giao lưu với bà con. Lô nhãn này mấy chú nói là nó trước tiếp thu không đó, nhưng mà nó vẫn còn sung nha bà con. Nó sung dữ trời lắm chứ ngoái mà nó sống nghèo ngọt. Em mua những cái đầu cây sống khỏe sống tốt em mới mua, cây mà yếu em không dám mua đâu. Mua về mình giao lưu bà con, lỡ cây nó có chết cái gì cái kỳ lắm. Rồi em đo từ đỉnh tới mặt bầu là nó 1 thước 7 nha bà con. Có thể là hơn. Rồi em đo hoành thân. Chúng em trừ hao lên là cao lắm nha bà con. Chỗ cái eo này đi 2 tấc nè. Hơn nữa. Là nó 101. Thước 1 hoành. Quá trời luôn. Cây nó đẹp. Cái đường kính bầu nó là 1 thước 3. Là cây số 3 nha bà con. Cây bên đây nó chỉ có cái mặt cắt ha. Dạ cái mặt cắt cái nhiều cái nhánh đó. Cái nhánh này, nó tại vì cái nhánh này cái cũng to lắm nhưng mà nó đã nó cứng ngắt à. Nó cứ bằng cái lỗi nó cứng hết biết luôn. Không có ảnh hưởng gì tới vô cây hết, nó cuốn vô luôn nè. Nó chổi vô cái nhà của cô đó rồi cô bắt cắt. Nó không có sao hết. Thành đá hết rồi ha. Dạ nó cứng ngắt luôn, nó muốn quá thạch thành đá luôn đó. Dạ. Chung ra mình nói chơi cây kiển nha, cái này nếu mà hô chơi cây trái thì để búng mát, nếu mà cây này mà tạt qua mấy cây kiển khô cũng như đẹp lắm á, nó không có nứt. Cây da bò nó nứt chứ còn cây này nó không có nứt. Yeah. Kiển khô á. Rồi giá luôn. Rồi cây số 3 này em muốn giao lưu bà con là giá 12 triệu. Dạ yeah, rồi. Rồi. Tiếp 4. Theo là cây số 4 nha bà con. Cây này nó vô cây bonsai. Cái thân nó hơi lết nè, cái thân nó hơi ngã qua, nó cái dáng nó cũng hơi có duyên lắm. Dáng thế thì bà con nhìn thấy bà con chắc có thể anh em bà con nào thấy là biết rồi. Rồi em đo chiều cao, cây này lùng nha bà con. Rồi từ đỉnh hốc bầu nó là 1 thước 22. Dạ. Thân nó đẹp quá. Em cắt chật chân cành là em lấy lại cái ngọn này nó quá trời nó nhỏ, cái ngọn này thấy dễ thương ghê luôn á. Cái ngọn này nó có 22 hoành nha bà con. Thấy cưng quá. Cây này nó có duyên. Em đo cái hoành thân. Hoành thân em bỏ lên 2 tấc đi. Là nó 92 hoành luôn. Dạ. Đường kính bầu nó là 120 nha bà con. Dạ. Trong cái hàng này khủng không? Cái bầu nó khủng khiếp, cây nó cũng bự luôn. Cái này mà được mai vàng trời ơi, giàu luôn. Thiệt á, cái này mà mai vàng thì giàu thiệt luôn. Đó, đem bà mặt đối diện. Rồi. Rồi cây này là cây số 4 nha bà con. Cây nhãn long. Đây nó có chân cành điểm luôn nè. Cái này em cắt con vịt này nó làm cái chân cành điểm. Tại vì cái mặt tiền nằm bên đây. Dạ. Cây này khá đẹp. Rồi giá luôn anh em. Rồi cây số 4 này em muốn giao lưu bà con là giá 9,5 triệu. Dạ. Rồi. Cây số 5 luôn. Dạ. Tiếp theo là cây số 5 nữa bà con. Cũng là một cây nhãn long luôn. Khủng khiếp bính hồn luôn. Trong em á, nói chung ra này thì nó hơi chặt chọi. Nó, cái gỗ em nó làm nó hơi nhỏ quá. Cây ăn trái mà em đi vô vườn không à. Rồi. Từ đỉnh tới mặt bầu nó là 2,7 thước nha bà con. Dạ. Đó hoành thân. Rồi hoành thân em đo vị trí này nó 105. Đây em tí. Rồi. Cái gì em cũng trừ hao lên 2 tấc hết. Cái cùng cây trái này mình trừ hao lên 2 tấc. Đây 105 đây 106 luôn rồi mình tính 105 nè. Dạ. Rồi để em thử xuống sát xuống thử cái gần cái cổ đế nha anh Quách. Dạ. Sát luôn đế luôn nó 1,4 thước luôn. Dạ. Nhưng mình trừ hao cái thì mình làm cho bà con xem nó bự cái đậu nở nữa. Rồi đường kính bầu nó cũng 1,2 m luôn. Dạ. Cái này vô bồn không à. Chung là nhãn đế nó cũng đều khá đẹp không. Cái này nè trên chuyến đường về em chở trên xe ba gác á, nó hơi nhẹ, chạy nhẹ mấy cái vỏ thôi, nó không ảnh hưởng gì tới cái da nha. Xe ba gác nó chạy nó chở lên cho mình á. Nói chung cây ăn trái thì cây bự rồi. Dạ em cũng tha keo bỏ cho em rồi. À, cũng có xử lý rồi. Rồi à, nó không sao chứ, nó chỉ yếu là nó cạo nhẹ thôi, nó không có gì ảnh hưởng vô trong chứ. Dạ. Một cây khủng cây bự thì nó cái chuyện đó thì nó cũng chút đỉnh, bà con cũng không cảm giùm. Là cây số 5 nha bà con. Cây số 5 với cây số 2 này nó cũng giống. Rồi giá luôn Tèo. Dạ rồi cây số 5 này muốn giao lưu bà con là giá 11 triệu. Dạ. Rồi tới cây số 6 luôn. Dạ. Tới cây 6 là cũng cây nhãn rồi bà con. Dạ. Cây này cây bonsai luôn. Bonsai đã khủng luôn. Cây này nó bự nhất hết trong bầy luôn, nó quá trời luôn, nó găng gốc rồi nó gằn gù. Từ lưa học dưa hết. Cái này mặt cắt nó hơi to nha bà con. Mặt cắt bên chân cành phóng bên đây nó hơi to. Để hồi em lo mặt cắt bên đây, nhưng mà cây trái mình không sao bà con ơi. Cái đó mình về nó cũng mau lắm. Thì giá nó cũng rẻ nữa. Rồi từ đỉnh mặt bầu nó là 1,4 thước. Đo hoành thân luôn. Trừ hao lên 2 tấc nha bà con. Là nó 124. Dạ. Cây này cả tấn. Cây này nặng cả tấn anh. Thóc khăn lên thử anh. Thóc khăn ha. Dạ. Tới đây nè, tới đây anh Quắc ha. Dạ, tới đây vị trí đó. À, vị trí này đi, là nó 50. Dạ. Còn cái bầu đừng tính bầu. Đường kính bầu nó 1,4 thước. Cái này cái rễ hay là cái hăng xuống nha? Cái này cái rễ nè, cái rễ này nó đi qua đây cái nó ngoái lúc qua đó đó. Cái rễ hả? Dạ dạ cái rễ đi nó không có đi qua đây nhưng mà nó ngoái đây em không có môi luôn dạ. Tại vì cây trái mình bứng mình không có môi. Không cái đường kính của cái rễ cái rễ lớn này thôi. Dạ đường kính nè, cái rễ lớn nè. Đường kính ngang nó là 22 á. Rồi 22 ha. Dạ. Và cái này em cũng nói hứa bà con là để mình đo cái chi nè. Cái chi này nó hơi to. Cái chi này nó 81 nha bà con. 81. Dạ. Nhưng mà không sao chứ. Cái này nó không là cái gì. Dạ. Mình xử lý được. Cái này mình còn xuống chút vậy nè. Đúng ra xuống vậy nè. Xuống khúc vậy nó mới đẹp. Rồi bông nó thì nó ra, ngọn cây nhãn long này nó ra là khoảng chừng có 2 tấc, 2 tấc rưỡi, 3 tấc đổ lại. Mình cho 3 tấc đi là nó có, nó ra la ra chừng 3 tấc, đọt ra chừng 3 tấc nó có trái rồi. Có bông có trái luôn. Cái loại nhãn này nó dễ vậy đó. Mà con chơi cây này, mấy những cây này về trồng lấy trái ăn luôn. Cây đẹp lắm. Em ngồi mà xuống đây nó không có lạ gì. Không có lạ cái gì. Rồi, giá luôn anh ơi. Rồi, cái cây số 6. Số 6 này muốn giao lưu bà con là 15 triệu nha. Bự hết biết luôn. Em không có trà rửa gì hết. Em bứng sao em để vậy à. Thấy nó đẹp. Đây chỉ có bọng nhỏ xíu thôi ha. Cái này hả? Không phải bọng. Cái này cái nhánh, cái nhánh là chặt hồi nhỏ là cắt nó cuốn vô luôn, nó có bọng nha. Dạ dạ, vậy là không có bọng. Cái nhánh nó dạ. Có bọng. Em bao mà cây nói chung là cây đặc luôn đó. Dạ. Rồi, giá 15 luôn. Dạ, là cây số 6. Dạ, rồi tiếp theo là một cây khế nha bà con. Em chỉ có 6 cây nhãn thôi, với một con cây khế. Cây khế này khế ngọt nha bà con. Để em đo chiều cao. Chiều cao cây khế này nó là 3 mét. Chiều cao nó 3 mét cho bà con. Còn cái tán ngang đó nè, tán ngang nó qua đây là nó 1,7 mét. Dạ. Đo độ đót thân luôn. Độ đót thân nó là nó 58 nha bà con. Rồi cái thân đặt đây. Bỏ lên 2 tấc luôn. Cái thân đặt của nó là nó 93 nha bà con. 94 mình tính 93 luôn nè. Rồi cái khế ngọt này muốn giao lưu bà con là giá 8 triệu nha. Em cũng bao 200 cây số luôn. Ăn khế trả vàng bà con ơi. Mà khế ngọt nữa. Đầu năm gì mình mua cây này, mình mới mua những mấy cây này về mình giao lưu. Mua mấy cây này về mình ngọt ngào không à. Cái gì cũng ngọt hết, nhãn cũng ngọt, mà khế này cũng khế ngọt luôn. Rồi, giá cây khế này luôn anh ơi. Dạ, cây số 7 này muốn giao lưu bà con là giá 8 triệu. Khế ngọt. Em bao 200. Nói hồi mấy cây nhãn nói nữa bà con chốt em là em bỏ bầu lại gì hết. Bà con để trong bầu này 1, 2 tháng, 3 tháng gì cũng không sao hết á. Dạ. Nó ra dạ. Tược phà phà. Dạ, tới cây số 8. Dạ, tới cây số 8 là một cây vú sữa nha bà con. Vú sữa này là vú sữa lò ghèn. Giá rẻ bất ngờ luôn. Cây này nó có dáng cái đế nó như lết lết dùm, thấy có duyên lắm. Thân này nó cũng được. Cây trái hả? Dạ. Rồi em đo chiều cao. Nó cuốn lên nè. Bữa nay nó cũng có cuốn hơi hơi à. Chiều cao nó 1,7 m bà con ơi. Bộ đế nó dài giống như dáng thú vậy. Chiều cao cái thân bên đây hứa anh. Thân nào anh? Bên đây anh? Dạ. Rồi từ đây đến mặt bầu ha. Dạ. Là nó 74 vị trí này nha bà con. Còn tới cái này nó tới 88 lận. Dạ. Rồi. Hoành luôn đi. Rồi em đo hoành thân, bỏ lên 2 tấc luôn. Là nó 93. Dạ. Là cây số 8 nha bà con. Mong bà con xem kênh và ủng hộ cho em và cho kênh nha. Cây này đế nó khá lắm. Là cây số 8. Cây này nó ngộ nó sợ luôn, nó bự chà bá luôn. Rồi cây số 8 này muốn giao lưu bà con là giá 6 triệu. Cây số 8. Anh em bà con nào muốn chơi nguyên cái lô này đãi lắm. Khủng khiếp luôn, bự hết hồn luôn. Dạ rồi. Rồi. Tiếp theo là tới cây số 9 nha bà con. Nó cũng là cây vú sữa lò gàng mà luôn nha bà con. Cây này nó có độ chiều cao hơn. Mà mấy cây này mình mua về mình muốn giao lưu bà con, mấy cây này về mình trồng mình lấy bóng mát bà con ơi. Nó cũng như tiện chứ. Có tiền công, cái tiền xe thôi chứ còn nó tiền cây thì nó không là gì chứ. Rồi chiều cao nó là 3 mét luôn. Vô vườn mình mua cây thì nó không có nhiêu nhưng mà ngặt cái tiền công mướn anh em làm á với tiền xe. Là cây số 9 nha bà con. Rồi em đo vị trí này luôn là nó 82. Là em bỏ lên 2 tấc không đó. Đây nè. Dạ bác Phan đợi em tí. 82 hoành luôn. Bỏ lên 2 tấc. Nói hơn. Rồi. Nhân dục kìa. Đây này, đợi cái anh bắt ra cho bà con mình dạ. Xem bắt coi. Phải không? Ừ nè. 82 phải không? Rồi 82. Dạ 82 hoành. Đường kính bầu nè. Cây đó là em quên. Đường kính bầu nó là 80 luôn. Là cây số 9 nha bà con. À, cây số 9 này muốn du là bà con là giá 4 triệu nha bà con. Chị lấy cái tiền công lời dứt đỉnh này với cái tiền xe à. Nếu mà xa nữa thì không có lãi luôn đó. Một cây là đi xa là không có lãi luôn đó. Lưu Nghiệp cái anh quay quá trời, chỗ em chặt quá trời cái anh chen. Mong bà con xem kỹ giùm em. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi là cây số 9 này là giá 4 triệu. Dạ. Dạ. 4 triệu hả anh? Dạ em 4 triệu em bao 200. Dạ. Còn em cho chung ra nếu có chốt em thì cũng cho em hẹn lại cái 5 ngày nha. Đặng ví dụ anh em nào có chốt nữa thì em kết hợp đi á. Dạ. Chứ một cây một là em lỗ luôn đó. Khoảng 2 cây 3 cây thì bao xe tải giao. Dạ bao xe tải không à, chứ còn này gửi bên bưu cục là chắc không đủ tiền bán cây không đủ nữa. Dạ. 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 Rồi tới cây số 10 hả anh Tèo? Dạ, tiếp theo là cây số 10 nha bà con. Là một cây vú sữa xưa mình nha bà con. Sữa trắng xưa mình á. Cây này nó cũng bự lắm nha bà con. Cây này chỉ đi xe cẩu rồi. Nói chung ra cái lô này là em đi xe cẩu là nhiều. Nếu bà con chốt được nhiều thì em bao xe cẩu đi cho bà con luôn. Này cao khoảng nhiêu anh Tèo? Dạ, cây này là cao 3 mét anh. Em có đo hỏng rồi nè. Đây là 1 mét đó. Hết thước dây là 1,5 mét rồi nè. Rồi đó là thêm 1,5 mét nữa là 3 mét. Dạ. Cây này nó cũng khá đẹp lắm nha bà con. Bộ đế vậy thôi quá trời luôn. Dạ em con chuyện chút xíu đi. Khủng lắm. Cây này cái bà bộ đế nó tròn như cái bàn vậy đó. Dưới chờ đi anh. Dạ em đo hoành thân. Hoành thân em đo nó bỏ lên 2 tấc nha bà con. Cái gì mình cũng trừ hao 2 tấc đi. Là nó 117 hoành. Dạ. Còn xịt xuống dưới thì nó lớn hơn. Xịt xuống đây thì nó tới 1,4 thước. Dạ. Còn cái đường kính bầu nữa nè. Cái đường kính bầu đường ngang đó nè. Là nói chung ra là nó gì nè. Nó để em chấp cái thước lại đàng hoàng ra. Là nó 1,7 thước nha bà con. Dạ. Thước 6 đi. Thước 6 được rồi anh ơi. Thước 6 đi ha. Dạ thước 6. Bộ đế nó đặt luôn á. Dạ để em đi vòng qua. Đế nè, một bệ đế nó chạy gì điều đây. Mà đúng là kêu bằng đế vú sữa thiệt. Nè đế nó ra tới đây nó đặt ở trên luôn. Rồi vàng ghẻ mền nè. Em bứng về rồi em chưa có bó bầu lại á. Xong rồi em bó bầu cái miếng lưới đó để dành là bó nó đó. Bó đàn chuyển đi mình giao lưu mình sẽ làm bầu rồi đấy. Dạ dạ em bó bầu để đàng hoàng lại. Khủng khiếp lắm. Là cây số 10. Cũng là cây cuối clip nha bà con. Cây trái vú sữa này vú sữa. Em đứng trên này nó không là cái gì chứ. Cây này cả tấn. Ngọn còn nhỏ xíu à. Đế đặc luôn. Đúng là đế vú sữa thiệt luôn á. Á trời, cái cây nó khủng. Bệ đế hết hồn luôn. Chung ra cũng bao 200 cây nha bà con, cũng bao sống bao xếp luôn. Cây này nặng quá em không có đem về tới trong em được. Em gửi ngoài này. Gần lô xe cho nó dễ cẩu đồ cũng được. Rồi cây số 10 này mình giao lưu nhiêu anh Tèo? Dạ cây này em giao lưu bà con là giá 10 triệu. Là em bao 200 cây nha bà con. Cái này đi bằng xe cẩu rồi bà con. Chung ra cây thì nó cũng khủng nhưng mà cây nó lớn bà con. Nặng nề quá em mới đi xe cẩu. Tạm thuê cái xe cẩu nó tính ra nó cũng mấy triệu á. Dạ. Bao 200 cây. Cũng là cây cuối clip luôn ha? Dạ cũng là cây cuối clip. Dạ. Thì mình chào bà con luôn anh Tèo ơi. Dạ kỳ cuối clip thì em cũng mong bà con chân thành, mong bà con phục mà ủng hộ cho em hết clip, đặng em có cái động lực vô vườn săn những cây đẹp về phục vụ cho bà con nha. Thì em cũng không biết nói gì hơn, thì em chân thành rất cảm ơn. Dạ. Rồi em chào anh Tèo luôn. Rồi kênh là LTK Bonsai, xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.